Nấm ngon Việt, giới thiệu đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa và tại sao phải sấy thăng hoa đông trùng hạ thảo. Như mọi người đều biết, đông trùng hạ thảo là một loại dược liệu rất quý hiếm và có tác dụng rất tốt đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên, nó cũng giống như các loại thực phẩm khác, có một nhược điểm cố hữu, đó là không bảo quản được trong thời gian dài. Chính vì như vậy, từ xưa đến nay, con người ta đã nghĩ ra cách làm khô thực phẩm để bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên, phương pháp sấy khô truyền thống hay phơi nắng sẽ làm cho thực phẩm đó biến dạng về màu sắc, hình dáng cũng như không giữ được lại toàn bộ các chất dinh dưỡng. Sau này khi phát minh ra máy sấy thăng hoa, những nhược điểm đó đã được loại bỏ hoàn toàn. Nói một cách đơn giản, sấy thăng hoa là quá trình làm khô sản phẩm đã được cấp đông trong điều kiện chân không. Ở điều kiện này thì nước bên trong sản phẩm sẽ thăng hoa trực tiếp từ dạng rắn sang dạng khí. Điều này giúp cho sản phẩm sau khi tách ẩm vẫn giữ được nguyên hình dạng, màu sắc, mùi vị và dưỡng chất. Nấm ngon Việt để cập nhật những kiến thức mới nhất về đông trùng hạ thảo nhé.